Chị em nào muốn có làn da trắng sáng, cải thiện được tình trạng sạm nám, tàn nhang thì đừng vội lướt qua video này nhé. Hãy cùng em Trân bốc hộp ngay viên uống của nhà Yodi để sở hữu ngay một cái làn da khỏe, đẹp, không chỉ thoa bên ngoài mà hãy uống từ bên trong để làn da của mình được khỏe và đẹp hơn. Và đây là viên uống được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược, an toàn, lành tính. Thành phần glutathione được các chuyên gia đánh giá là hoạt chất làm trắng da chuyên sâu và rất là an toàn, ức chế quá trình tổng hợp sắc tố melanin nè, làm chậm quá trình lão hóa của da, vitamin E hỗ trợ giúp sáng da, mịn da và cấp ẩm cho da, đặc biệt là thành phần dương xỉ giống chống oxy hóa, tác dụng bảo vệ da, hỗ trợ các tình trạng như mụn, viêm, dị ứng, để mắc ca, giúp cân bằng độ hormone estrogen và giảm bốc hỏa cho các chị em đến tuổi tiền mãn kinh nè. Đang xăm hỗ trợ sức khỏe như kinh nguyệt không đều, khô hạn, cải thiện tình trạng đau bụng kinh. Và các chị em nào có những cái công việc như hay mệt mỏi nè, mất ngủ, đau đầu, đau khớp như em Trân á, thì hãy trải nghiệm ngay một hộp ha, một hộp có 30 viên mình uống sau khi ăn, một ngày 2 đến 3 viên mỗi ngày.